Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong cảm ơn Thẩm mỹ viện Can Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào có nhu cầu về thẩm mỹ, đặc biệt là những quý vị nào đã bị sửa hư, sửa xấu ở Việt Nam mà quý vị muốn chỉnh sửa lại, có thể liên lạc với Thẩm mỹ viện Can Nam ở số điện thoại trên màn hình của quý vị 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc vào email là thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com, chỉ thẩm mỹ viện dưới viết tắt là TMV. Một lần nữa là địa chỉ email thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com để thăm hỏi thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả khán giả và cảm ơn thẩm mỹ viện Can Nam Cali rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là ngoại trưởng của Iran là ông Hossein Amir Abdollahian đã lên tiếng cảnh cáo ngày thứ năm nếu Do Thái vẫn trả đũa nhắm vào nhóm dân quân Hamas ở tại dải Gaza mà không chấm dứt thì Hoa Kỳ sẽ không được tha thứ cho cái trận lửa này. Tôi có thể nói một cách công bằng với lại phía của Hoa Kỳ là những ai quản lý cho vấn đề diệt chủng người Palestine, chúng tôi sẽ không đón chào cái việc gia tăng cuộc chiến ở khu vực. Tuy nhiên, nếu việc mà diệt chủng này vẫn tiếp tục ở dải Gaza, họ sẽ không được tha thứ trong cái trận chiến này. Đó là lời phát biểu của ông Ngoại trưởng của Iran đã đưa ra trong cái lời phát biểu của ông ta trên Liên Hiệp Quốc. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Ngũ Giác Đài cho biết là các cái drone tấn công vào vị trí quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq nhưng mà không thành công. Ngũ Giác Đài loan báo ngày thứ năm là một cái drone đã tấn công vào đầu ngày và đã không thành công, và kết quả là không có ai bị thương theo tường trình của phát ngôn viên tư lĩnh của tên là Park Ryder nói với các thông tấn viên là chúng tôi đã có cái sự chú ý về các cuộc tấn công, và đặc biệt ngày hôm nay họ tấn công vào cái lực lượng quân sự Hoa Kỳ ở Erbil Airbase, tức là cái căn cứ Erbil ở tại Iraq, tuy nhiên không thành công và không có ai bị thương, không gây thiệt hại và nên chỉ có một vài cái hư hỏng nhỏ trong cái hạ tầng cơ sở. Và chúng tôi biết rằng là nhóm dân quân do Iran hỗ trợ đã hỗ trợ với sự hỗ trợ của Iran, và chúng tôi buộc Iran sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các cuộc tấn công này. Và giới chức bộ quốc phòng đã lên tiếng báo cáo hàng loạt các vụ tấn công bằng drone thực hiện bởi nhóm dân quân do Iran hỗ trợ, là những người này, những người Iraq, nhắm vào các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng ở tại Iraq. Hiện nay có 21 binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thương nhẹ sau khi mà bị drone và đạn rocket tấn công vào cả Iraq lẫn Syria kể từ khi mà có cuộc tấn công khủng bố ngày mà bắt đầu tấn công từ ngày 17 tháng 10. Và giữa ngày 17 tháng 10 tới 18 tháng 10 theo cái giờ miền đông, 21 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương nhẹ trong lúc mà drone tấn công vào cái căn cứ không quân có tên gọi là Al-Assad ở tại Iraq và khu vực hàng rào trại đóng quân của Hoa Kỳ là Tan Garrison ở tại Syria. Ông Ryder cho biết như trên, và tại ở Syria trong vòng 2 ngày đã có 17 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương nhẹ, 15 người đã bị có triệu chứng với lại TBI, tức là có ảnh hưởng về cái não. Tuy nhiên thì căn cứ này có 4 người đã có, và các căn cứ ở không quân ở tại Iraq có 4 người đã có triệu chứng của TBI, tuy nhiên không có ai bị thương nặng hết. Đây là lời phát biểu của ông, và ông nói thêm rằng 900 binh sĩ đang có mặt tại Syria trong thời gian gần đây đã đến khu vực này để hỗ trợ bảo vệ cho các binh sĩ của mình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của khu vực Trung Đông ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và thế giới ngày hôm nay, Hoa Kỳ một lần nữa lên tiếng báo động về tình trạng mà dân quân Iran hỗ trợ đã bắt đầu tìm cách trả đũa vào các công dân Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao một lần nữa đã đưa ra một cái lời khuyến cáo trên toàn thế giới cho công dân của Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Kuwait, báo động về các hoạt động mà đe dọa trả đũa ở trên do các nhóm dân quân Iran hỗ trợ ở tại Iraq. Bộ Ngoại giao đưa ra lời lưu ý vào ngày thứ Tư, trong đó khuyến cáo người dân Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ là phải chú ý tới những cái tình trạng gia tăng của các nhóm Hồi giáo Shiite có tên gọi là Awiyat Anwaat Anhat, gọi tắt là AWH, đã bỏ trên trang social và đe dọa là có những cái mục tiêu nhắm vào giới quân sự của Hoa Kỳ và các công dân của Hoa Kỳ ở tại Kuwait và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Kuwait cho biết lời đe dọa này
là đã giới hạn các hoạt động của giới quân sự Hoa Kỳ trong việc mà chỉ dành cho tất cả nhân viên của Hoa Kỳ thôi mà thôi. Theo tường trình của tờ Washington Institute thì cho biết rằng là tình trạng gần đây đã nhắm vào cái nhóm dân quân Hồi giáo mà Iran hỗ trợ có tên gọi là Kataib Hezbollah đã bỏ trên cái social media là trang Telegram để cảnh báo tất cả cái công dân Hoa Kỳ ở tại Trung Đông và đương nhiên là trên toàn thế giới. Đây được xem là một trong những cái báo động mới nhất của Hoa Kỳ ngay sau khi mà Do Thái vẫn tiếp tục dội bom vào dải Gaza và đưa quân tràn vào dải Gaza để mà tìm cách tiêu diệt đám Hamas. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, cuối cùng thì người Palestine đã lên tiếng năn nỉ Liên Hợp Quốc là phải ngưng lại các cuộc đánh bom. Trong khi đó thì phía Do Thái đoan chắc rằng phía của Hamas nhất định sẽ bị loại trừ. Chấm dứt đánh bom và cứu mạng sống, đó là lời kêu gọi thả khẩn thiết của đại sứ Palestine ở tại cái cuộc họp của Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Năm đầy cảm xúc trong cuộc chiến tại Gaza. Tuy nhiên, đại sứ của Do Thái đã lên tiếng đoan chắc rằng chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi nào mà Hamas bị loại trừ. Cuộc chiến này đã nhắm vào cái khu vực của dải Gaza, nơi mà Hamas đang quản trị tại đây, gây bất ngờ sau khi mà họ tấn công vào Do Thái vào ngày 7 Tây tháng 10, đã được đưa ra trong một cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Quốc gồm 193 quốc gia, nơi mà các quốc gia Ả Rập dự tính là sẽ có một cái nghị quyết ngày thứ Sáu kêu gọi ngay lập tức có cuộc ngưng bắn tại dải Gaza, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Quốc đã thất bại trong việc đồng ý bất kỳ một hành động nào. Và Đại hội đồng đã có một phiên họp khẩn cấp đặc biệt trong vấn đề hành động của Do Thái trên lãnh thổ của Palestine trong ngày thứ Năm. Và các cái người phát biểu đại diện cho khối Ả Rập đã lên tiếng kêu gọi cuộc ngưng bắn, đặc biệt là ngoại trừ đại sứ của Do Thái ở tại Liên Quốc là Gilad Erdan, người đã nói với 193 thành viên ở trong cái hội đồng này là ngưng bắn sẽ khiến cho Hamas có thêm thời gian để mà tự cứu họ và họ sẽ tiếp tục tìm cách thảm sát chúng tôi thêm một lần nữa. Và sau khi mà có một loạt những cái bản statement về của Hamas là cam kết sẽ xóa bỏ Do Thái và người Do Thái, ông nói rằng bất kỳ một cái cuộc ngưng bắn nào mà không có đều không mang tới hòa bình, và việc này nó còn có quan hệ tới vấn đề gọi là công dân của chúng tôi và họ đang tìm cách đe dọa loại trừ công dân của chúng tôi. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của phía Do Thái đưa ra sau khi mà phía Do Thái đã cho phong tỏa toàn bộ dải Gaza. Họ gần như là ngưng tất cả các việc cung cấp thực phẩm, nước, nhiên liệu và kể cả thuốc men dành cho khu vực này và họ phong tỏa hoàn toàn. Điều này đã dẫn tới việc mà gần như là người Palestine đã có vẻ như là đã đuối và họ đã kêu gọi ít nhất là có cuộc ngưng bắn để cung cấp nhân đạo. Tuy nhiên, phía Do Thái lên tiếng và nói rằng việc cung cấp nhân đạo này bao gồm cả nhiên liệu sẽ giúp cho Hamas có thêm phương tiện, thời gian và có luôn cả cái phương tiện để rời khỏi đây và họ sẽ tiếp tục tấn công vào người Do Thái. Trong khi đó thì phía Hamas vẫn đang bắt giữ trên 220 con tin từ Do Thái và trong đó họ chưa hề có một cái ý định trả tự do cho các tù nhân, cho các gọi là con tin này. Họ đòi hỏi phải trả tự do cho 6.000 tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Do Thái. Đây được xem là một trong những cái lá bài mà phía Hamas sử dụng để uy hiếp tới Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Tòa Bạch Ốc cho biết Nga đã bắt đầu có những cái hành động được xem là không tuân thủ theo tất cả những cái quy tắc của quốc tế. Tòa Bạch Ốc trong ngày thứ Năm lên tiếng và nói rằng các cuộc tập trận của binh sĩ Nga đã không đã đi theo cái luật lệ của quốc tế và đe dọa sẽ có những cái tử vong nếu như họ rút quân ra khỏi cái việc mà pháo kích vào Ukraine. Đây là biến chuyển mới mà cái văn phòng gọi là Cố vấn về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã đưa ra và tin rằng Nga đang có vấn đề trong 20 tháng họ xâm lăng Ukraine theo tường trình của phát ngôn viên Hội đồng Quốc gia là Scott Kirby đã đưa ra. Và điều không tưởng tượng được là quý vị thấy rằng họ đang có những cái vấn đề trong lực lượng binh sĩ của họ và chúng ta thấy rõ là dường như là các binh sĩ của Nga đã không có đi theo cái mệnh lệnh của cấp trên và bây giờ họ đang bị đe dọa là sẽ bị hành quyết ở ngay tại cái đơn vị của họ và đây là hành động tàn ác. Đó là lời phát biểu của ông John Kirby đã đưa ra với các thông tấn viên. Tôi nghĩ rằng đang có một cái sự hỗn loạn ở trong giới lãnh đạo quân sự của Nga và họ đang có những cái hành động rất tệ hại đối với là những binh sĩ của Nga. Đây được xem là lời cáo buộc mạnh mẽ của phía Tòa Bạch Ốc đưa ra sau khi mà có một số nguồn tin cho rằng là các lãnh đạo của chỉ huy quân sự của Nga sẵn sàng hành quyết binh sĩ của mình nếu những người này chống lệnh và đang manh nha có những hành động chống lệnh sau 20 tháng mà Nga có cuộc chiến tại Ukraine.
đó là bản tin mới nhất. Và trong đó thì ông Kirby đã nhắc lại và yêu cầu Quốc hội cung cấp 106 tỷ Mỹ Kim để cung cấp cho cái ngân sách nhằm hỗ trợ cho cả Nga lẫn Ukraine và một số những vấn đề liên quan tới an ninh biên giới và kể cả của Đài Loan. Tuy nhiên thì việc này đang được duyệt xét bởi phía Quốc hội. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì cảnh sát đã dốc toàn lực để truy tìm kẻ đã thực hiện cuộc bắn hàng loạt người, khiến cho 18 người đã bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Các giới chức vẫn tiếp tục tìm kiếm hàng loạt các khu vực trên từng mảnh đất và kể cả ở dưới những dòng sông. Trong đó thì lực lượng lục quân và lực lượng trừ bị của Hoa Kỳ cũng đã được tăng cường và họ nói rằng họ sẽ truy tìm người đàn ông mà đã sát hại 18 người gây thương tích cho 13 người khác trong hai vụ bắn ở tại một cái quán bar và tại một cái trung tâm giải trí ở tại tiểu bang Maine và các trường học cũng như các văn phòng đóng các văn phòng bác sĩ và kể cả các cửa tiệm bán thực phẩm đã phải đóng cửa và người dân đã phải lock và khóa cửa qua lại trong thành phố nằm qua cách chu vi ở khoảng 50 dặm xung quanh khu vực của Lewiston là nơi đã xảy ra vụ nổ súng. Trong khi đó thì ông Joe Biden đã ra lệnh cho treo cờ rủ để mà tưởng niệm cho những người đã bị sát hại bởi tên hung thủ này. Và đây được xem là nơi mà có quê hương của một nhà bà văn nổi tiếng và là một nhà viết kịch bản nổi tiếng là Stephen King. Người đã gọi đây là một hành động điên khùng khi mà tấn công và tiểu bang này chỉ có 1.3 triệu người và gần như là một cái tiểu bang mà có cái mức độ sát nhân thấp nhất ở trên toàn quốc. 29 vụ giết hại trong năm 2022 và nghi can vụ bắn này là Robert Koch đã được duyệt xét là một kẻ có vũ trang và nguy hiểm, có thể không nên tiếp cận gần. Đó là lời cảnh báo của giới chức đã đưa ra trong cuộc họp báo và ông này dường như có tình trạng về tâm thần và ông ta đã bắt đầu nổ súng và ông ta đã từng phục vụ trong vai trò là lực lượng trừ bị của lục quân trước đây, theo tường trình của hãng thông tấn AP cho biết. Và bây giờ thì gần như là lệnh truy nã đã được ban hành trên các tiểu bang xung quanh đó để mà tìm cách bắt tên nghi can này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Rick Scott đã kêu gọi chính quyền của Joe Biden là rút lại cái chiếu kháng dành cho Ngoại trưởng của Iran. Thượng nghị sĩ Rick Scott trong ngày thứ Năm lên tiếng kêu gọi chính quyền của Joe Biden là ngay lập tức xóa bỏ cái chiếu kháng dành cho Ngoại trưởng của Iran là ông Hossein Amir Abdollahian sau khi mà ông ta đe dọa Hoa Kỳ trong lời phát biểu trên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Rút lại chiếu kháng của ông ta ngay bây giờ, ông ta không được đón tiếp tại Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của ông Scott đã thúc giục chính quyền của Joe Biden trên trang Platform X, trước đây là trang Twitter. Ông Scott viết rằng Hoa Kỳ không thể để cho những lời đe dọa quốc gia của chúng ta từ những kẻ bảo trợ cho khủng bố. Và ông đã cho tái đưa lại cái clip mà Ngoại trưởng Iran đã lên tiếng cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ không được tha thứ nếu như mà cái cuộc chiến tại Gaza vẫn tiếp diễn. Tôi có thể nói một cách công bằng với phía Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ không đón chào cái cuộc chiến gia tăng ở tại khu vực. Tuy nhiên, nếu những vụ diệt chủng ở dải Gaza vẫn tiếp tục, thì họ sẽ không được tha thứ trong cái vụ này. Đó là lời cảnh báo của ông Abdollahian là Ngoại trưởng của Iran đã đưa ra. Và ông Scott đã dẫn đầu một cái nhóm trong đó hỗ trợ cho cái số tiền lên tới 14.3 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Do Thái nằm riêng biệt ra so với cái ngân sách 105 tỷ Mỹ Kim mà ông Joe Biden đã yêu cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì tân chủ tịch của Hạ viện đã tới Tòa Bạch Ốc để thảo luận với ông Joe Biden về việc hỗ trợ cho Do Thái và Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì tân chủ tịch của Hạ viện là ông Mike Johnson đã được xem là một trong những nhân vật chính trị và ủng hộ rất nhiều cho cựu Tổng thống Trump đã bắt đầu có cái hành động được xem là tiếp xúc với lại phía Tòa Bạch Ốc. Phía Hạ viện trong ngày thứ Năm cho biết họ đã bắt đầu thúc đẩy tất cả những cái cuộc gọi là bỏ phiếu cho những cái dự án đã bị chậm trễ sau khi 3 tuần lễ đã không có vị chủ tịch của Quốc hội. Và ông Johnson đã tới Tòa Bạch Ốc và trong đó trong một cuộc gặp gỡ riêng với lại Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, và trước đó ông nói rằng sẽ dọn đường cho việc mà Quốc hội sẽ có một cái cuộc đối phó với cái vụ bắn ở tại tiểu bang Maine. Đây là thời gian đen tối của người dân Hoa Kỳ, ông Johnson đã phát biểu ở tại Điện Capitol trong lúc mà ông ta có cái ngày đầu tiên trong vai trò của một chủ tịch Hạ viện. Chúng tôi đã sẵn sàng, hy vọng và chúng tôi cầu nguyện, ông đã nhắc tới cái vụ bắn ở tiểu bang Maine.
và cầu nguyện cho tất cả những cái điều thiếu may mắn này và những kẻ gọi là ác quỷ sẽ phải chấm dứt tất cả những vụ bạo động. Ông Johnson cho biết là ông là một người theo đạo Thiên Chúa và tín ngưỡng Thiên Chúa cũng như là một người bảo thủ, và ông không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào, bao gồm luôn việc mà liên quan tới những cái việc kiểm soát súng đạn mà phía Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy ở trên Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông Johnson. Đồng thời, ông cũng đã gặp gỡ với lại ông Mitch McConnell là chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện của Đảng Cộng Hòa và cho rằng cuộc gặp gỡ này mang chiều hướng xây dựng. Chủ tịch của Hạ viện Mike Johnson đã viếng thăm Tòa Bạch Ốc trong ngày thứ Sáu, thảo luận với một loạt các cái dự luật liên quan tới vấn đề của ngân sách cho chính phủ liên bang, cũng như là đã có cuộc nói chuyện hợp tác với lại chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện là ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Tiếp theo sau cuộc thảo luận này, ông Johnson đã post ở trên cái trang X là lãnh đạo McConnell và tôi đã có một cuộc gặp gỡ đầy xây dựng ở trong cái buổi chiều ngày hôm nay, và tôi vẫn đã tiếp tục làm việc để mà thúc đẩy các cái nghị trình bảo thủ. Và đồng thời ông McConnell cũng đã share lại một cái trang ở trên cái trang platform X là chủ tịch Johnson và tôi đã có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Chúng tôi cam kết là sẽ đáp ứng cái nhu cầu với những thách thức lớn nhất của quốc gia, và trong đó sẽ có những lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng Hòa. Đó là lời phát biểu của ông McConnell đưa ra. Và ông Johnson được xem là một nhân vật bảo thủ và một người có đầy tín ngưỡng đã lên tiếng đáp ứng về cái vụ bắn ở tại tiểu bang Maine. Chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi hy vọng và chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi sẽ ngăn chặn tất cả những điều này, và các cái vụ ác quỷ mà thực hiện những cái vụ bạo động này phải chấm dứt. Đây là thời gian đen tối của Hoa Kỳ, ông đã phát biểu như trên, và ông đã dẫn đầu một số các nhà lập pháp để đưa ra một số những cái nghị quyết để hỗ trợ cho cả Do Thái và lên án Hamas. Các nhà lập pháp sau đó đã quay trở lại làm việc để mà bắt đầu thúc đẩy các cái dự luật cho chính quyền liên bang, và Đảng Cộng Hòa đã tìm cách dời lại các cái dự luật ngân sách này cho tới ngày 17 tây tháng 10, trong lúc mà đang có một cái hạn chót của cái dự luật ngân sách cho quốc gia trong năm tới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng trong ngày hôm nay thì Thượng viện đã thông qua một nghị quyết lên án Hamas và lên án cái chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng viện đã chấp thuận một cái dự luật ngày 26 tây tháng 10 lên án nhóm khủng bố Hamas và cái chủ nghĩa bài Do Thái ở trong các khuôn viên trường đại học trên toàn quốc. Nghị quyết này đã được giới thiệu bởi 18 thượng xin lỗi quý vị, được giới thiệu vào ngày 18 tháng 10 bởi thượng nghị sĩ George Hawley và đã được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu bằng giọng nói. Trong đó thì là cái cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Do Thái bắt đầu từ ngày 7 tây tháng 10 đã khiến cho hơn 30 công dân của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và 13 công dân Hoa Kỳ đang bị mất tích. Hamas đã có những cái hành động tàn ác vô nhân đạo, bao gồm luôn cả việc mà họ nhắm mục tiêu và hãm hiếp, giết hại và nhằm sát hại tất cả những thường dân, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, và kể cả những phụ nữ mang thai. Đó là một cái ngôn ngữ trong cái nghị quyết này. Và nghị quyết này kêu gọi là chấm dứt ngay cái chủ nghĩa bài Do Thái ở trong các khuôn viên trường đại học sau khi mà Hamas đã có cuộc tấn công vào lãnh thổ của Do Thái. Và nghị quyết này đã được đệ trình và đã được thông qua trên sàn Thượng viện, và trong đó thì phía của Thượng viện cho biết rằng là các thượng nghị sĩ trước đó thì thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Đảng Dân Chủ tại Marin đã ngăn chặn cái việc mà đưa cái dự luật này ra. Tuy nhiên thì cuối cùng nó cũng đã được đưa ra sàn Thượng viện là và đã được thông qua trên sàn Thượng viện, trong đó lên án gay gắt hành động tàn ác của nhóm khủng bố Hamas, cũng như là kêu gọi các trường đại học phải chấm dứt ngay những cái hành động bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì các thượng nghị sĩ ở tại Thượng viện đã bắt đầu đề nghị riêng một cái bill, tức là một cái dự luật riêng biệt cho việc hỗ trợ cho Do Thái thay vì ghép chung với những dự luật khác. Một nhóm các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đã giới thiệu một dự luật, trong đó là sẽ thông qua hàng tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Do Thái một cách độc lập và tách rời ra cái ngân sách dành cho Ukraine vốn đã bị bác bỏ bởi chính quyền của Joe Biden. Trong cái ngân sách được xem là có cái hỗ trợ cho những quốc gia này, các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa lên tiếng tranh luận rằng phải chia cái ngân sách hỗ trợ cho Do Thái tách rời với cái ngân sách hỗ trợ cho Ukraine và đối phó với tình trạng mà có thể sẽ có một cái
một cái nghị quyết và kể cả một cái dự luật ở dưới Hạ viện, trong đó hầu hết là phân nửa các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phản đối việc mà có thêm nguồn tài trợ cho phía của Ukraine. Và trong cuộc tấn công của Hamas nhắm vào một đồng minh thân cận nhất của chúng ta tại Trung Đông Do Thái là cần đã gây ra một cái cơn sửng sốt trên toàn thế giới. Thượng nghị sĩ Roger Marshall của Đảng Cộng hòa tại Kansas đã lên tiếng cho biết như trên. Và các đồng nghiệp của tôi cũng như tôi tin rằng bất kỳ một cuộc hỗ trợ nào của Do Thái không thể sử dụng để mà đưa thêm hàng tỷ Mỹ Kim cho phía của Ukraine, và điều này sẽ không có kết quả. Đó là điều mà chúng tôi không mong muốn. Đó là lời phát biểu của ông. Và trong đó thì Thượng nghị sĩ J.D. Vance của Đảng Cộng hòa tại Ohio, Thượng nghị sĩ Mark Lee của Đảng Cộng hòa tại Utah và Thượng nghị sĩ Ted Cruz là những người đồng bảo trợ cho dự luật này. Và theo tường trình của tàu Wall Street Journal thì cái gói hỗ trợ khẩn cấp này được Tòa Bạch Ốc đưa ra, trong đó 14 tỷ dành cho của Do Thái, 61 tỷ dành cho Ukraine, bao gồm 9 tỷ hỗ trợ nhân đạo cho tất cả các cái cuộc tranh chấp và 2 tỷ Mỹ Kim cho vấn đề hỗ trợ ở khu vực Indo-Pacific, 14 tỷ dành cho biên giới. Và chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell cùng với là một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác đã hỗ trợ cho Ukraine, nói rằng họ về tổng quát thì sẽ vẫn làm việc với sự tiếp cận của chính quyền Joe Biden, tuy nhiên đòi hỏi là gia tăng cái ngân sách dành cho biên giới và chính sách dành cho biên giới. Ông Cruz là người duy nhất đã hỗ trợ cho cái dự luật riêng biệt và gần như là hỗ trợ cho Joe Biden trong quá khứ. Nga vẫn cần phải bị đánh bại, ông Cruz cho biết, tại Đài Loan vẫn cần phải tự vệ. Và dự luật này gần như chỉ có một thứ và chỉ có một thứ duy nhất là làm sao giúp cho đồng minh Do Thái của chúng ta có được những cái hỗ trợ cần thiết càng sớm càng tốt, và nó sẽ dùng để họ sẽ sử dụng để mà tiêu diệt Hamas. Đây được xem là một trong những cái dự luật mà Thượng viện đề trình sau khi mà phía Hạ viện ông Mike Johnson đã trở thành chủ tịch của Hạ viện, và trong đó sẽ có ông đã thông qua một cái nghị quyết hỗ trợ cho Do Thái, dọn đường cho một cái nghị quyết riêng dành cho phía của Hạ viện cũng như là phía của Thượng viện. Trong khi đó thì cái dự luật này cần 60 phiếu ở trên sàn của Thượng viện, và nơi mà Đảng Dân Chủ đang kiểm soát 51 trên 49. Tuy nhiên nó có thể tạo ra, bởi vì ông McConnell cho biết là vẫn có sự hỗ trợ từ lưỡng đảng ở trong vấn đề này. Đây được xem là một trong những cái dự luật mà phía của Thượng viện và các thành viên Đảng Hòa muốn tách rời các cái dự luật của ngân sách này ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng viện đã thông qua một cái đạo luật, trong đó ban cấm lệnh đối với lại chính quyền liên bang trong vấn đề mà buộc phải đeo khẩu trang. Bản tin mới nhất cho biết thì Thượng viện đã chấp thuận một cái bản kế hoạch, trong đó ngăn chặn Bộ Giao thông Vận tải sử dụng ngân sách của liên bang để áp dụng cái chính sách gọi là buộc phải đeo khẩu trang, nơi mà một số thành viên của Đảng Dân Chủ đã tham gia chung với thành viên của Đảng Cộng hòa để thông qua đạo luật này. Và đạo luật này đã được đệ trình bởi Thượng nghị sĩ J.D. Vance và đã thông qua với 59 trên 38 trong cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Tư. Việc mà buộc chích chủng ngừa buộc phải đeo khẩu trang đã gây ra nhiều vấn đề. Ông Vance đã phát biểu trên sàn Thượng viện và nó dẫn tới những cái vấn đề lớn cho con em của chúng ta và việc phát triển của con em và trì hoãn các con em chúng ta tại trường học. Và điều này là không thể chấp nhận được. Và đạo luật này nhằm đối phó với lại việc chính quyền liên bang buộc phải bắt tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi mà lên các chiếc máy bay, các chiếc xe lửa và kể cả các hệ thống xe bus cũng như là các hệ thống di chuyển công cộng. Đây được xem là một trong những cái dự luật mà phía Đảng Cộng hòa đã đệ trình và được nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ đã đồng ý để mà gọi là ngăn chặn chính quyền liên bang áp dụng cái chính sách buộc phải đeo khẩu trang. Từ tháng Giêng năm 2021 thì cái cơ quan CDC của Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh là buộc phải đeo khẩu trang ở trong tất cả những cái hệ thống giao thông công cộng, và trong đó bao gồm luôn một số những cái cơ sở công cộng đều phải đeo khẩu trang. Đây là cái xác lệnh để chống lại đại dịch. Tuy nhiên thì năm 2022 thì cái việc mà ép buộc này đã phải chấm dứt, và bây giờ thì phía của chính quyền liên bang đang dự tính là quay trở lại với việc buộc đeo khẩu trang, và điều này đã dẫn tới việc mà Thượng viện đã đưa ra một cái đạo luật và trong đó ngăn chặn không để cho chính quyền liên bang áp dụng đạo luật này. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tiểu bang Texas, các nhà lập pháp tại đây đã bỏ phiếu để cho các cảnh sát ở địa phương có thể bắt giữ những di dân.
Bản tin từ Austin, Texas cho biết là Texas gần như đã bắt đầu tăng quyền cho cảnh sát ở tại khu vực này, có quyền bắt giữ những di dân và ra lệnh cho họ rời khỏi Hoa Kỳ dưới cái dự luật mà Hạ viện của tiểu bang đã đưa ra vào ngày thứ Năm, trong đó đã được thúc đẩy bởi thống đốc Greg Abbott để nhằm đối phó với tình trạng mà chính quyền của Joe Biden đã bỏ rơi tất cả những chính sách về di dân. Bản kế hoạch này là sẽ là một cái sự nổi giận của tiểu bang Texas, trong đó thì một số thành viên đảng Dân Chủ thuộc người Hispanic đã rời khỏi vài giờ sau khi mà họ có một cuộc biểu tình đầy cảm xúc và nói rằng điều này sẽ áp đặt một cách thái quá đối với lại những người di dân bất hợp pháp. Trong khi đó thì một cái bộ kế hoạch tương tự rõ ràng là đã nằm trên sàn thượng viện của Texas, trong đó điều này có nghĩa là các thành viên đảng Hòa hiện nay đồng ý là sẽ gửi lên bàn của ông Greg Abbott để ký thành luật. Và điều này có thể dẫn tới cái tình trạng là chúng ta phải bảo vệ cho biên giới của chúng ta trước sự bỏ mặc của Joe Biden. Chúng ta đã có quá đủ những cái sự chịu đựng. Đó là lời phát biểu của dân biểu David Spiller, một thành viên của Đảng Cộng Hòa đã phát biểu như trên. Ông cũng là tác giả của cái dự luật này tại Hạ viện. Hai năm qua thì Texas đã thúc đẩy rất nhiều những cái lực lượng công lực để mà tìm cách ngăn chặn di dân. Họ đã sử dụng tất cả chiếc xe bus để chở các di dân này ra khỏi tiểu bang, lắp hàng rào kẽm gai cũng như lắp đặt những cái hàng rào phao ở trên cái dòng sông Rio Grande để ngăn chặn tất cả di dân bất hợp pháp. Và giờ đây cái kế hoạch mới nhất của họ là cho phép cảnh sát được bắt giữ những di dân bất hợp pháp và ra lệnh cho họ rời khỏi quốc gia này sau khi mà họ nói rằng họ sẽ sẵn sàng chấp nhận đối diện với những thách thức trên tòa án. Việc này diễn ra giữa lúc mà Texas đang đối diện với lượng di dân khổng lồ tràn vào Hoa Kỳ. Theo quy tắc và theo luật lệ của Hoa Kỳ thì chỉ có cơ quan sở di trú và cơ quan ICE và những cơ quan tuần tra biên giới thuộc chính quyền liên bang thì mới có quyền bắt giữ những di dân bất hợp pháp và trục xuất họ. Ngoài ra thì các cảnh sát tiểu bang không có thẩm quyền này. Do đó thì tiểu bang Texas đã bỏ phiếu để đồng ý cho phép các cảnh sát của các khu vực địa phương có quyền bắt những di dân bất hợp pháp để trục xuất và yêu cầu họ rời khỏi đất nước này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Texas ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, việc mà Trung Quốc đã không tham dự một cái hội nghị về an ninh đã khiến cho ông Zelensky cảm thấy bất mãn hơn. Trung Quốc sẽ không có mặt trong một cái hội nghị an ninh quốc gia ở tại Matan trong tuần lễ này, nơi quy tụ khoảng 55 quốc gia thảo luận về vấn đề của Ukraine và làm cách nào để có một cái kế hoạch hòa bình. Và việc này diễn ra thì bao gồm luôn cả có một cái nhóm 7 quốc gia gồm có Qatar, Nam Phi, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, theo tường trình cho biết, và một vài quốc gia như là Brazil và Chile thì sẽ tham dự bằng online. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ vắng mặt trong cái cuộc họp này đã dẫn tới một cái sự bất mãn của ông Tổng thống Zelensky, Tổng thống của Ukraine, người đang tìm cách xây dựng cái sự ủng hộ của quốc tế nhằm để thúc đẩy một cái tiến trình hòa bình ở tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất và cuộc gặp gỡ ở tại Matan tiếp theo việc mà có một cái cuộc gặp gỡ trước đó hồi tháng 6 ở tại Đan Mạch và ở tại Saudi Arabia hồi tháng 8, và Trung Quốc trước đó đã gửi một phái đoàn của họ tới Jeddah ở tại Saudi Arabia, và ông Zelensky đã đưa ra 10 điểm để kêu gọi và việc rút quân toàn bộ của Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine để mà đòi hỏi cái việc gọi là đưa tới một cái tình trạng hòa bình và đồng thời có một cái an toàn về thực phẩm cũng như là an toàn về nguyên tử. Các đồng minh của ông ta cũng sẽ gặp gỡ để đưa ra một cái đường hướng làm cách nào để thảo luận với phía của Nga trong việc chấm dứt cuộc chiến này. Đồng thời họ sẽ thảo luận tới những cái công việc của phía Tây gọi là Nam Bán Cầu, trong đó gần như những quốc gia này đang tìm cách gọi là vượt qua sự nghèo khó. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, mang cuộc chiến này ra cửa trước, đó là lời khẳng định của một thượng nghị sĩ đã lên tiếng và yêu cầu phải có một cái hệ thống phòng không trên không gian mạng mạnh mẽ hơn để chống lại các hacker của Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì cái đơn vị gọi là phòng chống không gian mạng của Ngũ Giác Đài cần phải có những cái hành động mạnh mẽ hơn đối với những thái độ thù địch của ngoại quốc hack vào trong tất cả những cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Đặc biệt thời gian gần đây là một số hacker do nhà nước Cộng sản Trung Quốc bảo trợ đã tấn công hàng loạt các cơ quan của Hoa Kỳ và đánh cắp hàng ngàn cái email từ các viên chức, theo tường trình của thượng nghị sĩ Eric Schmidt đã đưa ra.
ông Eric Smith là đại diện cho tiểu bang Missouri. Người dân Hoa Kỳ cần sự một cái hệ thống quốc phòng tốt hơn, và trong quá khứ chúng ta đã có một cái hành động thụ động, và chúng ta cần phải đưa cuộc chiến này ra ở cửa trước, nhắm vào tất cả những hacker đang gây tổn thương cho chúng ta, và hầu hết đều là những nhóm này đều là do một số quốc gia đã bảo trợ, trong đó bao gồm luôn nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và điều này cho thấy rằng là phía Ngũ Giác Đài đã không báo cáo đầy đủ và không đặt trọng tâm quan trọng vào cái cuộc chiến trên không gian mạng. Và trong đó ông nói rằng đã có hàng loạt các cái cơ sở và các cái đơn vị của Hoa Kỳ và chính quyền liên bang đã bị hacker do nhà nước Cộng sản Trung Quốc xâm nhập và đánh cắp hàng ngàn cái email, trong đó bao gồm luôn từ Bộ Ngoại giao cho tới Bộ Thương mại, và trong đó gần như là họ lấy đi 60.000 cái email của riêng Bộ Ngoại giao. Đây được xem là một trong những cái hành động đe dọa tới Hoa Kỳ, và cuộc đe dọa này trở nên quan trọng hơn, và ông kêu gọi Bộ Quốc phòng và Ngũ Giác Đài phải đặt trọng tâm vào cuộc chiến đối phó với tất cả những tên hacker được nhà nước Cộng sản Trung Quốc bảo trợ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi với lại lực lượng hải quân về tình trạng trì hoãn chuyển giao tất cả những vũ khí cho phía của Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi với lực lượng hải quân của Hoa Kỳ vào ngày thứ Năm về tình trạng báo động trì hoãn chuyển giao các cái vũ khí cho Đài Loan, trong khi mà tất cả các cái việc sản xuất này gần như đã bị trì hoãn vài tháng và có thể kéo dài cả năm, trong lúc mà họ đã ký kết cái việc mua bán này. Việc này diễn ra giữa lúc mà lực lượng của Cộng sản Trung Quốc đang mỗi ngày một căng đe dọa tới đảo quốc dân chủ của Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố là vùng lãnh thổ của họ. Trong khi đó thì ông Mike Gallagher là chủ tịch của ủy ban đối phó với Trung Quốc cùng với lại dân biểu Giang Kim đã gửi một lá thư cho người đứng đầu là tư lệnh của ngành hải quân là Carlos Del Toro, và hiện nay đang có sự trì hoãn của hải quân trong việc mà sản xuất và đưa tất cả những cái vũ khí cần thiết cho phía của Đài Loan, bao gồm luôn các cái hỏa tiễn chống tàu chiến, và điều này là phía Đài Loan đang cần thiết. Và họ nhấn mạnh là các cái hỏa tiễn này bao gồm các cái loại hỏa tiễn Hardball và cái bệ phóng gọi là Slam Missile, cùng với lại việc Hoa Kỳ đã đồng ý là cung cấp những cái loại vũ khí này cho Đài Loan ở những năm trước. Và nó đáng lý ra thì cho tới năm tháng 4 năm 2023 thì phía của Navy, tức là phía Hải quân, đã phải giao ít nhất là 400 cái bệ phóng hỏa tiễn Hapua cho Đài Loan, các nhà lập pháp biết. Tuy nhiên chỉ 2 năm rưỡi qua thì phía Bộ Quốc phòng trong năm 2020 loan báo là đã bán cái loại vũ khí này cho phía của Đài Loan, cho nên và cho tới giờ phút này vẫn chưa có một cái loại vũ khí này giao cho Đài Loan, mặc dù là thời hạn giao là từ năm 2020 cho tới năm 2027. Ông Gallagher và bà Kim nói rằng 10 tháng qua phía Đài Loan đã rất cần thiết những cái loại hỏa tiễn này để phòng thủ, và phía Hải quân vẫn chưa hoàn tất cái hợp đồng này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng thì phía của Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một cái dự luật đầu tiên dưới quyền của tân chủ tịch Hạ viện. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên tại Hạ viện đã thông qua một cái dự luật đầu tiên vào ngày 26 Tây tháng 10. Và dự luật này liên quan tới vấn đề nguồn nước và năng lượng. Và đây là cái dự luật đầu tiên đã được thông qua dưới quyền của tân chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Dự luật này đã được thông qua với lại đảng 210/199. Và đây là dự luật thứ ba mà Hạ viện đã thông qua. Tiếp theo cái dự luật trước đó là xây dựng một cái trung tâm dành cho các cựu chiến binh, cũng như một số những dự luật liên quan tới quốc phòng. Và dự luật này trong đó là sẽ yêu cầu cung cấp rất nhiều để hiện đại hóa tất cả cái hệ thống kho chứa về vũ khí nguyên tử, cũng như những hạ tầng cơ sở, gồm có 19 tỷ 114 triệu Mỹ Kim. Dành cho vấn đề này, và bao gồm luôn cả 57 tỷ 958 triệu Mỹ Kim là để đưa ra cái sáng kiến nhằm để phát triển nguồn nước sạch cho Hoa Kỳ, cũng như là 2 tỷ Mỹ Kim mà chính quyền, tức là thấp hơn 2 tỷ Mỹ Kim so với sự yêu cầu của chính quyền Joe Biden. Ngoài ra thì dự luật này cũng sẽ bắt đầu tìm cách gọi là phát triển thêm tất cả những cái khả năng về nguyên tử, bao gồm luôn cả các cái tiềm thủy đỉnh nguyên tử, và gồm cả vấn đề phát triển về tất cả những vấn đề liên quan tới quốc phòng. Tuy nhiên thì hiện nay đây là cái dự luật đầu tiên mà phía của Hạ viện đã thông qua nhằm bảo đảm nguồn nước, cũng như là cái dự luật này liên quan tới vấn đề là hỗ trợ cho các cựu chiến binh. Và đây là dự luật thứ ba đã được thông qua, và giờ đây thì còn tới 8 dự luật khác liên quan tới cái chi thu của chính phủ trong năm tới vẫn chưa được thông qua. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này.
Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!